Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ thực hiện cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Thị Kiếm mắc hội chứng của vai tay, thắt lưng hông, thoái hóa khớp gối. Thưa quý vị, hội chứng đau cổ vai cánh tay là bệnh lý giữa tủy cổ hay còn được gọi là đau cổ vai gáy cánh tay. Có các triệu chứng lâm sàng liên quan đến các bệnh lý của sống cổ, các rối loạn chức năng dây thần kinh cuộc sống. Hội chứng đau cổ vai gáy cánh tay không liên quan đến các bệnh lý viêm, chỉ đơn thuần là các cơn đau dây thần kinh. Sau đây là các biểu hiện lâm sàng của hội chứng đau cổ vai gáy. Đau cổ vai gáy và một bên cánh tay. Cơn đau có thể xuất hiện từ từ và âm ỉ và tăng dần khi xoay đầu hoặc gập cổ về phía đau. Rối loạn cảm giác, rối loạn vận động tại vùng chi phối của dây thần kinh cột sống cụ bị ảnh hưởng. Hạn chế vận động cổ có thể kèm theo các dấu hiệu vẹo cổ. Thoái khớp gối là hậu quả của quá trình cơ học và sinh học mất cân bằng giữa tổng hợp và hủy hoại của sụn và xương dưới sụn, từ đó sinh ra các biểu hiện của thoái hóa khớp như thay đổi hình thái, sinh hóa, nứt loét, mất sụn khớp, sơ hóa xương dưới sụn, tạo ra gai xương và hốc xương dưới sụn. Bệnh thoái khớp gối thường gặp ở nữ giới, chiếm 80% trên tổng ca mắc bệnh. Có thể chẩn đoán bệnh thoái hóa khớp gối dựa trên các triệu chứng sau. Đau khớp gối ở giai đoạn đầu chỉ đau âm ỉ, không đau liên tục. Ở giai đoạn sau, nặng hơn sẽ đau mạnh hơn và liên tục. Đau khớp gối, cơn đau thường âm ỉ và có thể thành cơn đau cấp khi người bệnh vận động ở tư thế bất lợi. Ở giai đoạn sau, nặng hơn sẽ đau mạnh hơn và đau liên tục. Các cơn đau sẽ trở nên nghiêm trọng khi thay đổi thời tiết, đặc biệt trong điều kiện thời tiết lạnh giá, độ ẩm cao và áp suất không khí giảm. Khi đó, chỉ cần cử động nhỏ người bệnh cũng có thể đau nhức tại khớp suốt cả ngày, thậm chí nhiều ngày. Cường khớp gối vào buổi sáng, cường khớp gối trong khoảng thời gian dưới 30 phút. Cường khớp gối sau khi ngủ dậy, người bệnh sẽ thấy không thể cử động được các khớp. Lúc đó, phải dùng vận động tầm 10 đến 30 phút để tình trạng khớp gối giảm dần. Thoái khớp càng nặng thì cường khớp càng dai dẳng hơn. Tuổi từ 38 trở lên, cảm giác lục khục khi cử động khớp. Dịch khớp là dịch thoái hóa, tràn dịch khớp gối. Đầu gối bị biến dạng do có gai xương, do lệch trục khớp hoặc thoát vị màng hoạt dịch. Thưa quý vị, các căn bệnh trên tuy không gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng về lâu về dài sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng cuộc sống. Các bác sĩ tại viện cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông khuyên bệnh nhân nên tìm đến phương pháp cấy chỉ, bởi đây là phương pháp mang nhiều ưu điểm vượt trội, được các chuyên gia đánh giá cao về tính an toàn, điều trị tốt. Ngoài ra, khi cấy chỉ, bệnh nhân sẽ không phải sử dụng bất kỳ loại thuốc nào, giảm nguy cơ hại gan thận do thuốc gây ra. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.